Hello mọi người, lại là mình đây, Châu Yên nè. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Những ngày gần đây, thời tiết Sài Gòn có vẻ là oi nóng hơn rất nhiều đúng không? Tuy nhiên điều này cũng mang đến một chút hay ho. Vì nếu dậy sớm, mọi người sẽ thấy là bầu trời rất trong và mây cũng rất là đẹp nữa. Dạo gần đây công ty mình bắt đầu nhiều việc hơn, chạy deadline nhiều hơn nên cũng đuối mọi người ạ. Chờ mãi thì cũng đến cuối tuần để có chút thời gian rảnh rỗi cho bản thân và tranh thủ quay một chiếc video lượn phố phường cho mọi người nè. Nhưng mà video này sẽ đặc biệt hơn những video trước đây một chút, không bắt đầu bằng buổi sáng nữa mà hãy cùng mình tận hưởng buổi tối thứ bảy cuối tuần thật chill để nạp đầy năng lượng cho ngày mới nha. Dạo này á, dưỡng ẩm kỹ cho nên là một ngày hôm nay đi quay rồi họp hành các kiểu là điểu. Nhưng mà trộm vía là da vẫn ẩm, không bị khô. Bí kíp nằm trong night routine đó mọi người. Sau khi mà rửa mặt ý, hôm nay mình sẽ đắp một cái lớp lotion mát để mà nuôi dưỡng làn da sau một ngày dài. Những ngày gần đây Sài Gòn nắng nóng cho nên là cuối ngày mọi người chịu khó dưỡng ẩm phục hồi nâng niu làn da một chút nha. Mình sẽ dùng em Hydalabo Advanced Nourish phiên bản cho da dầu này. Vì cho da dầu nên mọi người sẽ thấy là kết cấu của em nó rất là lỏng, không bị vết dính trên da đâu, thích hợp để làm lotion mát cực kỳ luôn. Bắt trên xu hướng lên men tự nhiên đang rất là hot dạo gần đây á, thì Hydalabo đã có những cái cải tiến mới cho cái dòng lotion này của mình. Mình thấy rằng đây là lần đầu tiên trên thế giới mà HA lên men được Hydalabo sử dụng trong công nghệ dưỡng ẩm để giúp củng cố cái màng ẩm tự nhiên á mọi người, bảo vệ da của mình. Mình có tìm hiểu một chút về các sản phẩm lên men trong mỹ phẩm và nhận thấy rằng là những cái sản phẩm lên men tự nhiên nó sẽ có một cái điểm cộng rất lớn là hạn chế tối đa những cái chất bảo quản cần có của mỹ phẩm, sẽ giúp cho cái sản phẩm nó lành tính hơn với nhiều loại da, đặc biệt là kể cả da nhạy cảm luôn nha. Ngoài ra thì sản phẩm còn kết hợp dưỡng ẩm HA sâu đặc trưng của Hydalabo như là HA này, Super HA hay là Nano HA cho khả năng cấp ẩm suốt 36 giờ lận á. Hiệu quả cấp ẩm cũng gấp 2 lần so với phiên bản cũ. Mình dùng phiên bản cho da dầu cho nên kết cấu nó rất lỏng và thấm nhanh, rất là dễ để mình thực hiện những cái bước dưỡng tiếp theo. Mà mình nghĩ rằng Hydalabo là một cái brand đã rất là quen thuộc với mọi người rồi. Mình cũng nghĩ là chất lượng thì không cần phải bàn cãi nữa. Đây cũng là nhãn hiệu dưỡng da số 1 Nhật Bản suốt 10 năm liền. Bên cạnh đó thì Hydalabo cũng rất là quan tâm đến môi trường khi mà sử dụng vỏ chai bằng chất liệu Biomass. Sau khi đắp mặt nạ xong thì mình thấy là da của mình không bết dính, mát lạnh hơn và mềm mại hơn rất là nhiều. Chỉ cần một bước kem dưỡng nữa thôi là an tâm rồi nha. Chăm da xong thì quay trở lại với những thói quen buổi tối. Tiếp đến là khoảng thời gian cho bản thân. Dạo này mình mở máy chiếu trong phòng ngủ như vậy nè, rất là thường xuyên luôn. Giống như là một cái rạp chiếu phim mini vậy á. Đốt nến thơm, bật bộ phim yêu thích, theo dõi một cái bộ phim dài tập cũng khiến cho mình ít bị phụ thuộc vào mạng xã hội hơn. Đỡ cái tình trạng là ngồi lướt lướt Facebook một cách vô định, tắt đi bật lại. Và mình nghĩ rằng nếu như các bạn giảm bớt cái thời lượng sử dụng mạng xã hội thì cũng sẽ giúp giảm bớt những cái điều tiêu cực bên quanh chúng ta, cũng giúp cho mọi người ngủ ngon hơn đó nha. Dạo gần đây thì trên Netflix đang có rất là nhiều phim hay mà mỗi tội thì chưa ra full. Mình quyết định là chờ ra hết rồi xem một thể luôn. Mà mình phát hiện á là cửa sổ phòng ngủ của mình đó mọi người, thấy được mặt trăng cực kỳ rõ luôn. Hồi ở bên nhà Nguyễn Thị Minh Khai, mỗi lần mà mình đi làm về buổi tối ánh trăng sáng thích lắm, nhưng mà về đến nhà thì không thấy nữa. Bây giờ khi mà chuyển qua đây á, nằm trên giường ngủ như thế này có thể ngắm được ánh trăng cả đêm luôn. Cũng vì mãi ngủ mà quên mất kéo rèm cửa, hôm sau nắng chiếu vào tỉnh ngủ sớm lắm luôn á. Thôi không sao, cuối tuần dậy sớm một chút cũng hay. Ngồi bình thần trên giường một hồi lâu thì cũng quyết định là dậy rửa mặt. Buổi sáng thì mọi người chỉ cần dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ nhất có thể thôi nha. Hôm nay thì không có lịch quay cho nên là mình dưỡng ẩm bôi kem chống nắng nâng tông. Sau đó là che khuyết điểm và vậy là lớp nền của mình đã hoàn thành. Đơn giản hơn thường ngày một chút. Mình luôn ngưỡng mộ các cô gái mà có thể tỏa sáng với khuôn mặt mộc, những cô gái mà có nét đẹp tự nhiên. Tràn đầy tự tin, không cần son phấn quá nhiều. Và dần dần á, mình hiểu ra là vẻ đẹp nó không nằm ở sóng mũi cao hay là đôi mắt cuốn hút, mà phần quan trọng nhất chính là ở làn da. Bởi vậy mà ông bà ta mới nói nhất dáng gì da á mọi người. Càng trưởng thành thì mình càng đầu tư hơn cho làn da. Da đẹp thì trang điểm nhẹ thôi cũng đủ xinh.
da mình thì chẳng dám nhận là đẹp đâu, nhưng mà trộm vía thì cũng đỡ hơn trước khá là nhiều rồi. Ủi quần áo mà ra đường thôi, khi mà mọi người mình hỏi mình á là mình theo style gì thì thường mình rất là khó trả lời, bởi vì phong cách của mình ấy, mình nghĩ là sự thoải mái. Phong cách cá nhân đối với mình không phải là một cái gì đó rập khuôn, chỉ đơn giản là sở thích của bạn thôi. Nó có thể thay đổi qua thời gian và là những thứ khiến bạn cảm thấy mình tự tin nhất, tự nhiên nhất, không phải gồng trước mặt người khác. Cho nên mình nghĩ là mọi người hãy trải nghiệm thật là nhiều style, thật là nhiều phong cách để tìm ra được phiên bản tốt nhất của mình nhé. Hôm nay thì mình chọn cho bản thân một outfit khá là đơn giản và thoải mái để ra đường: áo crop tóc trắng kèm với sơ mi, quần jean ống rộng, năng động và nhẹ nhàng cho một ngày vừa đủ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến một quán bánh ngọt nằm ở Phú Nhuận nha. Là một cái đứa yêu bánh và thích ly la cà phê thì ngay từ lần đầu đến đây thì mình cực kỳ ưng ý. Tự thưởng cho bản thân những chiếc bánh thơm ngon, một ly trà anh đào mát lạnh chậm chậm cảm nhận cây nóng của Sài Gòn. Quán này có tên là Burr Butterman. So với những quán cà phê mọc lên như nấm ở Sài Gòn thì mình thấy rằng quán này khá có gu trong thiết kế. Không gian có phong cách hơi hướng Thái Lan ấy mọi người. Có không gian mở và khu chọn bánh ở bên trong. Ở đây thì chúng mình sẽ lấy cốc giấy để mà tự chọn bánh, sau đó mang cho nhân viên tính tiền. Nếu chọn bánh lạnh thì sẽ mở tủ lạnh để lấy nè, hoặc là nhờ nhân viên lấy dùng. Giá cả thì mình thấy là cũng vừa phải, bánh ăn khá ổn. Chủ yếu mình thích ở đây là tại vì không gian, cảm giác gọn gàng, sạch sẽ, đặc biệt nha là những chiếc bàn inox tạo cảm giác hay ho và độc đáo hơn so với những quán khác. Ngay giữa sân là một cái cây khế rất là to và chịu quả, kê vài chiếc bàn và ghế, chiều mát có thể cùng nhóm bạn ngồi trò chuyện nhâm nhi những chiếc bánh ngọt. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng với mô hình ngồi tại chỗ như thế này, tiệm nên đa dạng menu hơn với những món brunch. À đặc biệt nha, quán này có nhiều góc đẹp lắm cho nên là mọi người tới đây tha hồ sống ảo. Tiếp đến cũng trễ rồi cho nên là mình đi ăn trưa luôn đây. Old Park là một cái chỗ mà mình thường đi về mỗi lần ở quận 1. Giờ thì hiếm khi ngồi ở đây bởi vì cũng cách xa chỗ mình ở hiện tại. Đối diện công viên, những cái cây cao, to, mảng xanh khiến cho mắt rất là thoải mái. Ở đây dù là trung tâm thành phố giao nhau nhiều con đường, nhưng mà tại vì có nhiều cây xanh cho nên là tiếng ồn nó được điều tiết và giảm hơn rất là nhiều á mọi người. Không gian và sự sắp đặt bàn ghế ở Old Park và Propaganda. À, thực ra là Old Park và Propaganda nó chung hay sao ấy, mọi người có thể gọi menu của cả hai. Cái thiết kế ở đây nó cảm giác phong cách Pháp rất là nhiều luôn. Một cái phong cách gì đó nó rất là lười biếng và tận hưởng cuộc sống, không cần phải đi suy nghĩ quá là nhiều. Mình thì ăn gọi cuốn bơ, gà nướng gạo lứt kèm với nước chấm là sốt đậu phộng béo béo, rất là bắt vị nha. Một đĩa thế này ăn no căng luôn. Ăn xong thì mình quyết định là đi bộ để tiêu hóa. Đi một hồi chẳng hiểu sao lại đáp vào Muji luôn. Muji không chỉ là nơi để mua sắm mà còn là nơi khiến mình cảm thấy thư giãn rất là nhiều. Những món đồ được xếp ngay ngắn, thẳng thớm và sự ngăn nắp, sạch sẽ. Âm nhạc, ánh đèn, mọi thứ ở đây đều khiến mình thấy thoải mái. Chỉ duy nhất có một số món đồ có giá nó khá là cao. Thế là mình quay lưng bỏ đi luôn, không thoải mái cho lắm mọi người. Hôm nay mình mua được một cái cây lau nhà và một cái bông tẩy trang. Cũng mua được chút chút. Vẫn rất là mê chanh gối ở Muji nha, nhưng mà thôi mình cũng có nhiều rồi, không cần thiết lắm cho nên là để bữa khác vậy. Tiếp đến thì mình quyết định ghé qua Conan, ngay trên lầu của Muji luôn, không biết là mọi người có biết hay là không. Siêu thị này bán rất là đa dạng các mặt hàng sản phẩm, như phía bên này là một quầy các dụng cụ làm vườn nè. Mình tranh thủ chọn một ít chậu cây cho mấy cái cây ở nhà, một ít phân bón, đất trồng cây ở đây cũng có. À, hội yêu bếp nghiệm bếp á, thì Conan chính là một cái lãnh địa, là thiên đường luôn á nha. Rất nhiều dụng cụ làm bếp từ chén bát, nồi chảo cho đến những món đồ điện tử như là lò chiên không dầu, máy xay của các thương hiệu nội địa Trung Hàn ở đây thì cũng có, mà giá thì phải chăng nha. Nè mọi người xem đi một lát, nhưng mà mình mua được rất là nhiều. Chiều nay thì mình có hẹn với anh Học và Phong đi ăn pizza 4P ở trên đường Hai Bà Trưng. Quán không gian độc đáo nhưng mà luôn đông đúc, phải đặt bàn mới có chỗ chứ không là sẽ chờ rất là lâu. Đặc biệt mỗi lần đi ăn á, hay là đi chơi, mọi người đều quan tâm và take care mình rất là nhiều. Đây cũng là điều khiến mình thích nhất.
Tụi mình tất nhiên là không thể bỏ qua món mì ý cua. Bên cạnh đó còn gọi thêm một phần salad trái cây, một phần pizza và một phần pasta gì đó mình quên mất rồi. Thời tiết Sài Gòn chỗ này nóng nực á, làm một ly bia mát lạnh và ngồi trò chuyện với những người bạn. Đủ thứ drama từ trên trời dưới biển thì còn gì bằng đúng không? Những cuộc hẹn cà phê ăn uống như thế này á, không chỉ mang đến những giây phút thư giãn, chia sẻ cởi mở mà còn giúp mình có những bài học, mở mang nhiều thứ mới mẻ. Đôi khi là mang lại cả những cơ hội mới nữa. Rất nhiều dự án và những cơ hội công việc đều đến từ những buổi gặp mặt như thế này. Cho nên là mình hy vọng là mọi người cũng sẽ có nhiều những cái buổi gặp mặt với bạn bè, anh em của mình nha. Và đó, sương sương là một ngày nghỉ của mình. Muốn chia sẻ các bạn mình đã làm những gì, tới những đâu thú vị. Mọi người có thể nốt vào để trải nghiệm giống mình nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh của mình nha. Tạm biệt, bye bye.